Xin chào các chị em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị em cái sản phẩm nhà em, đấy là serum trắng răng. Serum trắng răng này được làm từ các thành phần này: mật ong, mật mía, quế, bạc hà, ngọc trai, mụt ruột, cam thảo, bạch chỉ, hương nhu, ô long vĩ, đinh hương, kim ngân hoa, hạt đào và hạnh nhân. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta là làm sạch chân răng này, ngừa chảy máu chân răng này, chống việc hôi miệng này. Thơ là nó sẽ giúp chúng ta thơm miệng suốt cả ngày. Bong những cái mảng bám, những người mà răng bị ố do uống trà, do uống cà phê hay do thời gian ấy, răng mình bị ố bị vàng ấy. Rồi những chị em nào mà hôi miệng, mỗi khi thức dậy buổi sáng hôi miệng hay là cả ngày chúng ta bị hôi miệng, thì chúng ta dùng cái serum trắng răng này nhá, rất là thơm miệng. Cũng như là mình đánh cái serum trắng răng này lên khoảng 2 lần là mình đã thấy là nó sẽ trắng dần. Và một tuần đầu tiên là mọi người sẽ thấy răng mình sẽ trắng, bật cái tông trắng và giữ nguyên cái men răng. Và nó sẽ giúp thơm miệng suốt cả ngày đây cả nhà. Răng này của em là răng thật nhá. Và mọi người lưu ý là chúng ta chỉ cần đánh buổi sáng buổi tối và thay kem đánh răng thường. Thay kem đánh răng thường của chúng ta, đây là cái công dụng của nó này, làm sạch chân răng, ngừa chảy máu chân răng, viêm lợi, viêm chân răng, rồi sâu răng, nó chữa cả sâu răng này, nấm lưỡi, viêm họng nữa. Trẻ em bị viêm họng dùng cái này rất tốt nha, tốt cho người có răng yếu, răng nhạy cảm, những người mà răng ê buốt ý, và nhất là tốt cho những người hôi miệng và những người răng bị ố, bị những cái mảng bám bị vàng mà chúng ta không có tiền để chúng ta đi tẩy trắng răng, mà mỗi lần chúng ta đi tẩy trắng răng là mất khoảng đôi 3 triệu rồi. Thì hôm nay sản phẩm này của nhà em là serum trắng răng này, đào hạnh nhân, nó sẽ giúp chúng ta bong những mảng bám ở chân răng, mà ở răng của chúng ta này, giữ nguyên men răng, giúp chúng ta chữa được cái việc hôi miệng này. Buổi tối chúng ta đánh thì ngủ dậy không bị hôi miệng nữa, buổi sáng chúng ta đánh luôn thì cả ngày thơm tho luôn. Và những ai bị viêm chảy máu chân răng ấy, rồi viêm lợi, rồi những trẻ em nào bị sâu răng thì sẽ giúp chúng ta làm chữa cái việc đấy trong một tuần thôi. Và một cái chai như thế này 150ml chúng ta có thể dùng được 2 tháng, cả nhà dùng được 2 tháng nhá. Thì giá niêm yết của nó là 350.000 một chai. Nhưng mà trên cái clip của em hôm nay, em sẽ khuyến mại cho chị nào, anh nào để lại số điện thoại đặt hàng trên clip này sẽ được mua một chai với giá 300 và tặng thêm một chai nữa. Tức là bình thường 2 chai là 700, thì hôm nay chúng ta mua 2 chai có 300.000 và miễn phí ship thôi. Một chai 350, đặt hàng trên clip này sẽ còn giá là 300 một chai và tặng thêm một chai nữa là 2 chai miễn phí ship. Đó, chúng ta cách đánh chúng ta chỉ cần làm một chai ra. Đây, xịt ít ra đây. Như này, xịt ít ra đây. Rồi sau đấy là chúng ta đánh như kem đánh răng bình thường cả nhà nhá. Tí nữa em sẽ đánh như cả nhà xem. Đây, lấy nước đánh như kem đánh răng bình thường. Răng của em ngày xưa là uống trà nhiều này. Đang tự nhiên như cả nhà nhá, đặt 100% nhá. Uống trà nhiều, ố mảng bám hôi miệng. Nhưng mà từ khi em dùng cái này này, em chỉ dùng một tuần đầu tiên thôi, em đã thấy là thơm tho suốt cả ngày. Và khi mà những cái mảng bám của chúng ta ấy, đấy, em đánh lên nó trắng hẳn luôn. Tuần đầu tiên thôi cả nhà. Đấy, cực kỳ thích, ăn được nhá. Và bầu thì được, trẻ em thì được. Đấy, thay cái kem đánh răng của mình. Các anh chị cô chú biết là cái kem đánh răng của thuốc đánh răng, kem đánh răng của trẻ em ấy, thì giá của nó, mình đã mua giá của nó là rất là 200-300 một chai rồi. Đấy, thì hôm nay chúng ta dùng cái này, chúng ta đánh thay cho cái kem đánh răng của chúng ta, cả gia đình dùng luôn, được cái giá là 300.000, 350, giảm 300.000 một chai, mua một chai tặng thêm một chai ở trên clip này thôi. Bình thường không có cái chương trình này và miễn phí ship luôn. Các chị em mình lưu ý, các cô các chú mình lưu ý nha, đánh một ngày, đánh sáng và tối, và trong lần đầu tiên đánh chúng ta chữa được cái hôi miệng rồi, lần thứ 2, thứ 3 thì tuyệt vời, là răng nó bong những mảng bám và nó rất tự nhiên, men răng rất tự nhiên. Và một tuần đầu tiên thôi mọi người, cho em một tuần đầu tiên thôi mọi người dùng cái serum trắng răng này của bên em, của nhà thuốc ngoài, thì chắc chắn là răng mình trắng cực kỳ luôn. Đấy, em sẽ đánh cho mọi người xem nhé. Bây giờ sẽ đánh cho mọi người xem này. Số điện thoại để mua với giá là 300.000 một chai, em tặng thêm